Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình, mình là Thế gì đây? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series được chính là Học viện Mega Pokemon nha anh em Hôm nay có những cái code mới rất là ngon và mình sẽ chia sẻ cho anh em cách để có thể lấy những cái code đấy nhé Đây thì code anh em hãy vào, đầu tiên anh em hãy vào trang fanpage là Học viện Mega Anh em hãy kéo xuống dưới cho mình Ở đây nó sẽ có một cái phần đó chính là anh em hãy là cần phải tải cái game Học viện Mega này cài đặt cũng như sẽ đánh giá 5 sao sau khi đánh giá 5 sao thì anh em hãy chụp lại ảnh và gửi cho cái fanpage này nhé anh em đây như mình chẳng hạn đấy là anh em sẽ được một cái cốt đấy như anh em làm y hệt như mình luôn là được anh em sẽ được một cái cốt nó trị giá rơi tầm khoảng 2.000 game rất là ngon nghề Ok đấy chúng ta sẽ nhập luôn cái cốt này vào đấy nhé mỗi anh em sẽ có một cốt riêng nên mình cũng không thể để ở xuống dưới cho anh em được rồi chúng ta sẽ có 2.000 game có rất là nhiều mảnh vạn năng huyền thoại và mảnh vạn năng thường trình cho anh em nhé nên sử dụng là được tiếp theo nó sẽ có một cái code nữa đó chính là code um, fan cứng fan cứng thì anh em bắt buộc anh em phải like fanpage cũng như là like cũng như là bình luận nhiều thì họ sẽ được tặng cho anh em cái hiệu fan cứng thôi bật hiệu fan cứng lên kéo xuống dưới tìm cái bài và anh em lại like như vậy thôi cho mình đấy fan cứng nhận quà cũng có uh, copy cũng chụp lại ảnh màn hình và mình sẽ được tặng một cái cốt nữa ok ấn vào đây rồi hợp lý quá hợp lý luôn <laughs> ngoài ra thì mình vừa mới cần thêm được một cái cốt uh, chung để tí mình sẽ để phía dưới cho anh em nhé có tất cả là ba cái cốt dành cho anh em luôn rồi nó sẽ vào mình nhận uh, các thứ một tí nhé bên này thì uh, điểm danh uh, các kiểu đây này mình sẽ nhận thêm uh, quà thêm uh, game Chúng ta đang có 40.000 game và đang có sự kiện pet anh em ạ. Có lẽ là tôi sẽ đi lấy hai uh, con uh, Manafi và Zerara là cực kỳ là hợp lý luôn. Nếu hai con đấy là không còn gì để để bàn nữa anh em ạ. Đấy, Manafi và Zerara. 40.000 là chắc chắn 100% là sẽ đủ rồi nha anh em. Với con 20.000 là quá thừa rồi. Đầu tiên là Marif. <laughs> có gì đây? Ô, oh, con này mới đây. Con Gingas và con S là mới này anh em. Aron cũng được. Có gì đây? Ô, oh, con này cũng mới luôn này. Dạo này có rất là nhiều S mới anh em ạ. Có mấy con S mới. Ô, oh, Latios. Ui, huyền thoại. Nhưng mà cũng mới luôn. Ngon nhớ mày được ba con S mới anh em. Thêm bộ sưu tập nhá. Mình muốn lấy cả hai tại vì mình muốn cho hai con này vào trong bộ sưu tập của chúng ta. Manaphy, lấy cả hai luôn mình chưa có cả hai con này rồi tiếp tục là mở ra thêm anh em nhé chắc chắn là như vậy rồi mana face zubat đẹp lớn, quá là xịn xò luôn ok ghastly pillup residry đây rồi Zerara luôn Không phải nói nhiều Đó như vậy tôi đã có sở hữu hai con nha anh em Quá là đẹp đi Và tôi còn đúng khoảng 700 game Tốn khoảng 39.300 game anh em nhé Thế là ngon rồi Rồi có cái gì rút thì cứ rút thôi anh em Đơn giản như đang rổ vậy Tôi rút nay rút được quá nhiều rồi. Rút quá quá nhiều rồi anh em Không có gì để có thể bàn cãi Không có gì để có thể là Đấy được nữa quá xịn sò luôn này này đúng là hết nước chấm luôn anh em quá phê Đó, quá phê anh em nữa rồi nhận thêm ít uh, game gủng ở bên này bây giờ chúng ta sẽ vào trong này và xem con Zeraora mới của chúng ta xem nó có đẹp như, mức độ như thế nào không ấy Zeraura anh em thấy đẹp không một con S cộng anh em ạ có những cái thời trang rất là đẹp. Thời trang ấy như kiểu trượt à, bát tin ạ. Chuyện bát tanh. Trông được phết nhờ. Trượt bát tanh các kiểu. Yes. Xô Siêu tốc độ anh em ạ. Được. Mình thấy là không còn gì để mà có thể là so sánh được nữa rồi. Quá đẹp luôn. Quá quá đẹp. <laughs> Zerora. <laughs> rồi chúng ta sẽ nâng cấp lên và nâng thêm cả kỹ năng nâng thêm kỹ năng là ngon anh em ạ à. đấy manafi con này là cưỡi quả bóng nước trông cũng được phết nhỉ trông quá là Oscar con D luôn Oscar con D, đẹp quá Được quá anh em Manafi Ok cho sẽ tiếp tục ấn vào đây Xem có cái gì không Bên này Chúng ta sẽ có phụ bản vàng, phụ bản quà tặng, phụ bản mảnh. Ok, tôi sẽ quét nhá Quét vừa là đẹp. Bây giờ là quá đẹp luôn. Quay lại này, à, chúng ta sẽ đến xây dựng và quyên góp vui như thế này, được chưa? Rồi nhận luôn mấy cái xây dựng quyên góp gùi để xong. Chúng ta lại kiếm thêm một ít game thôi, không có gì nhiều. Thế phải là quá đã luôn anh em ạ. Quá nhiều game, quá nhiều thứ để mà chúng ta lấy được anh em nhé. cái này đúng là hết nước chấm luôn rồi thử thách xong <laughs> lâu lắm rồi game này là mới được tặng nhiều quà như thế này đấy anh em ạ chắc chắn là như vậy hardysto không mua được <laughs> tại vì tôi thiếu nếu mà mua được thì thành ngon đây rồi mua hai lần uh, năng lượng xong rồi bây giờ chúng ta sẽ uh, càn quét cái này tắt ra đi nhận tất cả này 80 cho lên được cấp 80 Nhận thêm cái này là thêm kim cương Thêm vàng Nhiều thứ phết nhờ Thoải mái để mà chúng ta có thể nhận được nhé Đã xong Bây giờ tôi sẽ vào trong uh, Tặng kim cương được thêm khoảng Uầy, wow, Hơn 5.000 kim cương luôn anh em ạ Tổng cộng hôm nay là tôi đã lấy được khoảng 10.000 kim cương anh em Thật là phê Đến cấp 80 mà rồi chúng ta sẽ nhận lại những cái phù hồi tài nguyên tại vì lâu lâu mình không vào ấy nên ta sẽ phục hồi tài nguyên được khá nhiều thoải mái luôn quá là hợp lý luôn nhận tất cả luôn đấy nhận tất cả luôn nhanh và luôn hạn giờ ở đây có một cái là hoàn trả kim cương tại vì mình tiêu quá nhiều kim cương rồi nên nó hoàn trả và nó sẽ tặng lại cho chúng ta một xíu xíu anh em nhé rồi nhận quà ok và xin chào anh em theo lại anh em và tập kế tiếp nha bye bye